AC và Roman cân quá. Bạn đang theo dõi thì có thể chia sẻ mạnh mẽ hơn nữa dành cho Hoàng Mai Nhi nhá, để chúng ta hướng đến một kết quả tốt đẹp dành cho Hoàng Mai Nhi. Đang là 800 lượt like và 1.300 chia sẻ. Hiện tại mình đang theo dõi là có 1.500 anh em theo dõi cái đấu này. Rất mong 1.500 anh em, tức là còn khoảng 700 anh em nữa chưa like và chưa chia sẻ, hãy ủng hộ cho Hoàng Mai Nhi bằng cách là like và tích một phát vào nút chia sẻ, để cho anh có thể vượt qua trong trận chung kết này. Gunny cầm quân không hề xấu, đó là Roman, một quân SD rất tốt tại Mapla. Vâng, bài AC bây giờ bầy hươu là 4 con. Đang bắt đầu đá về rất gọn gàng của nhà chính rồi. Chào Vũ Lâm, hello bạn. Chào người chia sẻ táo tu kích. Bình luận bé. Mình bình luận rất to bạn ạ. Mình thấy nhảy đây rất to hay là mình cho tính game to quá thôi. Alo alo alo, rất to mà sao lại bé nhở? Để giảm bớt tiếng game đi. Tự dưng tiếng game lại to vậy. Đấy anh em thấy không, cứ tầm nó khoảng sau 9:30 là bắt đầu nó nét, nó mượt hẳn. Như vậy là vừa nét vừa mượt đúng không anh em nhở? Coi anh nào xem mà nó còn bị lag không. Từ 8 giờ hơn là bắt đầu nó bị toàn bị chặn băng thông thôi. Băng thông của cái máy chủ quốc tế là bị chặn hết. Đấy, tầm này thì mượt, chả thấy anh em kêu về lag hay là giật gì cả. Bạn đại gà ơi, à, bạn đặt gà như vậy khả năng cao là bạn đang dùng hai tab và dùng Facebook và trang web của Hoàng Mai Nhi rồi, à, và fanpage của Hoàng Mai Nhi rồi. Và tắt bớt một tab đi, bị lặp hai lần là chứng tỏ bạn đang dùng hai tab để nghe. Hai con và có hưu chết được luôn, đóng ở trên. Vâng, bị chỉ dích vào con vào cây gỗ. Một nghìn sáu anh em, rất mong 1.600 anh em chúng ta like và chia sẻ mạnh mẽ hơn nữa cho Hoàng Mai Nhi nhé.
hãy like và chia sẻ mạnh mẽ hơn nữa cho Hoàng Mai Nhi ngày hôm nay, để giúp anh có thêm động lực và nguồn doping vượt qua Gandhi trận chung kết của CLO thứ 4. Đã căn ke để có thể kích được đời. Kích thôi. Bài 11 phút 22, kích là khá muộn. Nhưng sẽ là bò nhỏ ăn hoang. Con giò không công không giáp của đồ bạn. Vâng, T mình đã ra rồi. Ra đúng thời điểm. Họ vừa lên 3 xong. Ở đây khá nhiều đồ ăn hoang của đồ bạn. Họ sớm hơn mình khoảng tầm 2-3 thân chém. Quan trọng họ có sóc đều chém hay không đã. Không lên bánh xe dành cho Gunny. Và vắt đều 3 BA cũng là ổn rồi. Sau đó chúng ta sẽ có đi tửa ngược nha đồ bạn. Vâng, mình lọt một bãi gỗ này hơi đáng tiếc, đúng lúc dần chặt thủng gỗ. Màu... ơ, Gunny như là không muốn đi bánh xe đâu. Vâng, để xem là nhà của Gunny đang ở đâu. 12 giờ đây rồi, nhưng mà vấn đề là có nhiều dân ở nhà không, hay là bạn đang ăn ở quanh chỗ BG đã dừng L. Những pha móc ngoáy của Hoàng Mai Nhi cầm Kuraichi. Họ đã dò ra được rồi. Tỉa rất khó chịu. Vâng, Hoàng Nhi đang đẩy dần được cái bãi vàng của đội bạn. Anh đang đẩy là rất tốt. Pha phải é đúng thời điểm. Quấy cực hay. Và đẩy cực tốt. Lúc này chúng ta sẽ đi chuyển về thế độ rìa. Rìa dần cũng đỏ máu đã. Khá nhiều chém của kiên thủ Gunny. Gunny vẫn đang mải bắt tên radar của mình, nên là họ vẫn đang không để ý ở trong ruộng. À, không để ý tên bãi gỗ của Hoàng Mai Nhi. Vâng, Nhi lừa các bạn rất khéo. Lừa thực sự khéo. Bãi gỗ ở rừng dừa xem nào bị làm sao không. Thank you.
Vâng, lượng quân của Hoàng Nhi Tích được cũng là đang khá đông ấy chứ. Nhưng mà họ vừa mới bắt được tên quân của mình. Họ vừa bắt được tên rồi. Lúc này thì game thủ Gunny tôi không thấy nhiều dân nữa. Hy vọng Gunny không có gỗ để phải e thì hôm nay. Và ngoài đấu mà Hoàng Nhi vẫn đang đánh rất trì. Đồ bạn vẫn đông chém lắm. Đang đi quấy, vẫn đang đi tìm xem ruộng. Tôi thấy chỉ có 1-2 con dân. Thì đâu ra lực cho đội bạn nhỉ? Có 2-3 con dân thôi làm 1-2 cái ruộng. Vâng, rất nhiều chén các bạn ngoài đang quản mình cực kỳ chặt. Mình thì đang tìm cách để tỉa dần đã. Đánh kiểu chi chay. Phải tỉa dần thôi. Và trận chung kết thì rõ ràng là đang cần sự tập trung nhất định. Thì là lúc này là lúc mà game thủ Hoàng Nhi anh đang cố gắng để lừa và cũng như là rỉa dần dân của game thủ Gunny. Sau đó mình nở tham ảo. Vâng, có lẽ là đồ bạn xem không biết tham bao nhiêu rồi khó. Đồ đang cố gắng để nhìn xem map con như nào nhưng mà không nhìn được nữa rồi. Bài trống xấu quá. Tỷ số là 2-3 ở trận thứ 4 lại C chung kết. Chúng ta đến với C5 C chung kết. Rất căng. C chung kết nào. Anh em like và chia sẻ mạnh mẽ cho Hoàng Mai Nhi để anh có động lực thi đấu C chung kết. Cổ động cho Hoàng Mai Nhi nào. 1.900 anh em đang vào theo dõi Hoàng Mai Nhi. Đến với trận chung kết nào. À đến với C chung kết. Hai đến với C rồi. À, cô Nguyễn đây nếu như bạn mà bạn không xem được gì hoặc không nghe được mình nói bạn có thể gõ số